Dạ, thì hôm nay mình tiếp tục quay clip ăn món đồ gà tại khu cách ly 21 ngày. Hôm nay ăn ngon hơn qua quý vị nhé. Đó, đồ gà đây. Đây, đồ này đi. Đây, cho ra bộ hơi nhiều rồi quý vị nhé. Này, thấy kèm hơn hôm qua. Để canh đó, canh cho tầm nha. Tới giờ không ăn đùi gà đâu, nhưng bữa nay được ăn đùi gà. Qua này được 8.000, ở đây còn có 3 ngày nữa quý gia. Ngồi xuống. Đổi người quay. Đổi người quay cũng nha. Qua giờ mới ăn được cái đồ gà. Cái này nó mượn cái dao đi vào đây cắt ăn. Cãi ngoài sống. Hello. Cho anh mượn cái dao ơi. Qua cắt kèm. Hai giờ rồi tuần khác khoảng 6 giờ tuần chiều
Hai chồng. Nè nè. Này cặp đẻ đi ông tôi rồi, tham ông. Cắt từ nước lại. Dạ ăn chung với mình nha. Rửa không nhập không có rửa. Trời chớp á. Đâu lại bên kia. Thì lại phòng kia. Ngọt hết luôn nha. Chưa lấy cái nào. Tôi không muốn. Chưa một trái hai trái gì đi. Vậy mỗi người chừa lại một trái nha. Chung là từ ghi qua đây bữa nay ăn là ngon nhất đấy, đầy đủ hơn có rau có củ rau có củ gà ngon quá thì miếng cơm muối đó. Dễ ăn, có một chân nhát nhát dễ ăn. Chân mang, chân gà, đúng không? Đúng này là đủ chất dinh dưỡng nhất trong các bạn khác. Thì video của mình đến đây kết thúc. Xin chúc quý khán giả được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Nếu khán giả thấy kênh của mình hay thì hãy ủng hộ cho mình xem nhiều dầu, nhiều thiệt nhiều vô. Xin chào và hẹn gặp lại.